Xin kính chào các bạn học sinh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán. Thầy là thầy Nhỏ. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một cái bài toán thực khá thú vị như sau. Nó cho x lớn bằng a lớn 0, y lớn bằng b lớn 0, chứng minh căn của x trừ a cộng căn của y trừ b trên căn của a cộng b bèn bằng căn của x trên a cộng với y trên b trừ a. Các bạn thử giải xem thử như thế nào. Thì ở đây chúng ta định hướng là gì? Các bạn nhớ cái bài toán thức này. X bình phương trên A cộng với Y bình phương trên B sẽ lớn bằng X cộng Y tất cả bình phương trên A cộng B. Đấy. Bài toán thức này gọi là bài toán thức cộng mẫu. Bây giờ chúng ta biến đổi như sau. Căn y trừ a cộng với căn y trừ b trên căn của a cộng b tất cả bình phương. Đấy. Thì được viết lại là căn của y trừ a cộng căn của y trừ b tất cả bình phương trên a cộng b. Đấy. Thì đây nó sẽ có cái dạng này các bạn. Trong đó x lớn chính là căn của x trừ a, y lớn là căn của y trừ b. Do đó theo cái bài toán thực sau này, thì cái này sẽ nhỏ bằng gì? X bình tức là căn của x trừ a bình tức là x trừ a trên a cộng với y bình tức là căn của y trừ b tất cả bình tức là y trừ b trên b. Đấy. Cái này sẽ rút gọn này, x trên a này cộng với y trên b. A trên A là 1, B trên B là 1, vậy đây trừ 2. Đấy. Và từ đây lấy căn bậc 2, 2 về thì có bậc đoàn thức căn chứng minh. Đấy. Từ đây suy ra. Căn của X trừ A cộng căn của X trừ B, Y trừ B trên căn của A cộng B bèn bằng căn của cái này y trên a cộng y trên b trừ hai. Đây tức là đây là bài toán thức cần chứng minh. Đây. Còn dấu bằng xảy ra thì các bạn thường nghiên cứu khi nào? Đây. Các bạn thường nghiên cứu dấu bằng xảy ra khi nào? Đây. Thì đây là một cái bài toán khá thú vị để chứng minh bài toán thức. Bài toán này các em có thể sử dụng nó để bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, lớp 10. Có thể dùng để ôn thi vào lớp 10, ôn thi vào trường chuyên. Nó tương đối mới và khá thú vị. Đấy, các bạn linh hoạt nhìn nhận vấn đề theo bài toán thực sao. Đấy. Còn cái dấu bằng xảy ra khi nào thì các em thử tìm hiểu xem thế nào. Đấy. Các bạn có thể mở rộng, có thể phát triển được các bài toán thực khác hay không? Thì là một cái việc đó cũng rất đáng quý trong vấn đề học toán. Hy vọng rằng qua sự chia sẻ của thầy sẽ giúp các bạn góp phần cho các bạn trong vấn đề học toán. Và nhớ rằng xem kênh của thầy là phải các bài giảng trên kênh của thầy là các em phải xem hết video bài giảng và xem đi xem lại nhiều lần. Và cuối cùng là các bạn phải đặt trên nhà ra kiểm tra liệu mình có thực hiện được hay không thì mới hiệu quả các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các bài học tiếp theo. Chào các em.